Ok anh chị, đây là cái video của David để chia sẻ về cái thành phố mà David đang ở gần 30 năm, cũng như trả lời những câu hỏi cho tất cả anh chị em, cũng như là đặc biệt là Phúc có hỏi thẳng vào vấn đề là muốn tìm một cái tiểu bang nào đó ở vùng Trung Đông Memphis này để ở. Thì để David phân tích vài điểm tại sao David vẫn còn ở đây trong vòng 29 năm. Tháng 7 này sẽ được 30 năm ở thành phố Memphis này. Thứ nhất là thời tiết ở đây bốn mùa rõ rệt, rất là đẹp. Chạy một chút xíu lên Nashville, lên Gatlinburg, hoặc là một nơi mà trung tâm dễ kiếm việc làm. Nếu mình nói về công, thứ nhất là sao mình ở một nơi nào và có việc làm, khí hậu tốt và không bị bão nhiều. Giống như là những cái vùng bên Florida thì đây là một nơi không bị bão, trời lạnh thì không có lạnh quá và nóng thì cũng không có nóng quá, đó là như vậy. Mà nhà công ăn việc làm thì dễ dàng. Những anh chị em Việt Nam mà làm trong ngành nail thì cái giá bên Memphis này giá vẫn còn rất là tốt để cho công việc nail. Đây là những người anh em trong thị trường nail, bạn bè mình, họ cảm nhận như vậy. Thứ hai, về công hãng xưởng thì đây rất là đông và rất là nhiều chỗ người ta cũng đang dọn về đây. Và điểm thứ ba là đây là thuế, không có thuế tiểu bang như ở những tiểu bang lớn Cali hoặc là những tiểu bang nào khác đó, mà đây là không có thuế tiểu bang. Và đặc biệt mà nếu muốn đi Cali chơi, muốn đi qua ăn, muốn đi du lịch vài ngày, hoặc là đi Las Vegas, hoặc là đi Florida, thì có một cái hãng vé máy bay, bình thường những vé máy bay khác rẻ, nhưng mà có hãng vé máy bay rất là rẻ là Allegiant, tùy theo ngày, tùy theo lúc anh chị đi. Có nhiều lúc đi mà rẻ mà mình tưởng như là cho rẻ đi đường xăng nữa, 30 mấy đồng một cái vé. Thì tính ra cái tiền thuế rồi này nọ thôi, cái tiền máy bay chắc 7-8 đồng. Mình không hiểu sao mà họ cũng chưa hiểu cái cách họ làm như thế nào. Có lẽ là bán từ từ, bán lên như thế nào đó. Nhưng mà round trip là đi về có thể là dưới 100 cũng có, hoặc là 200 là tối đa. Tùy theo ngày, tùy theo địa điểm, chắc không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt, đây là nơi giao thông khắp mọi nơi người ta đi qua. Nếu mà ở bển muốn qua bên này thì người ta sẽ dừng ngay Memphis mình để trước khi xuống Atlanta. Thì đó là một nơi mà dừng chân rất là nhiều chỗ. Thì đó là lý do tại sao đi Cancun cũng rẻ nữa. Đi Cancun một chuyến du lịch vừa ăn uống unlimited, ăn lobster, ăn này kia thì khoảng chừng dưới 1.000, trên dưới 1.000 ở 7 đêm ở khách sạn 5 sao. Đó là những chỗ đi chơi, những chỗ du lịch mình có tiền làm đây mình đi chơi rất là thoải mái. Nên anh chị mà qua đây ở thì anh chị làm, thứ nhất là làm được tiền nhiều, về công ăn việc làm có sẵn sàng dễ dàng, làm nail cũng có rất là nhiều tiệm nail đang cần, và nhà cửa, đặc biệt là nhà cửa rẻ mà mình lại đóng thuế nó rẻ hơn so với nhiều chỗ khác mà mình biết được. Và đặc biệt thu nhập mình làm cao, một cuối năm mình chỉ đóng tiền thuế federal thôi, thuế liên bang đó, chứ không có đóng thuế tiểu bang. Lúc trước người ta có ra luật là nếu mình chơi stock, có dividend trade nhiều, hoặc là có gọi là capital gain thì mình đóng thêm cái thuế tiểu bang. Nhưng bây giờ người ta cũng vốt đã bỏ cái đó rồi, kể từ năm rồi trở đi là mình không còn phải đóng, kể là năm nay trở đi là không còn phải khai cái thuế tiểu bang nữa, không có thuế state of Tennessee nữa. Đó là một cái thời lợi điểm. Thì ai mà muốn qua ở thì thường thường họ cũng phải, như anh chị thấy rồi, phải có việc làm thì mình mới trả tiền nhà được, đúng không? Và nhà thì mình cũng gọi là affordable, có thể ở được. Mình có hỏi mấy người khách ở xuyên bang, đặc biệt là Cali, hỏi tại sao qua đây. Thì nói thứ nhất là ở đây vẫn còn chỗ đất sống được, họ không có cạnh tranh quá nhiều. Nếu mà họ mở nhà hàng, mở tiệm nail, mở này kia thì họ cũng có thể dễ sống hơn. Còn đồ ăn Việt Nam, đồ ăn này nọ là bây giờ cũng rất là nhiều người cũng làm mở ở nhà, nấu cũng ngon. Có thể order, họ có thể là họ đặt order nếu mà có tiêu tùng. Hoặc là ở đây có vài cái nhà hàng cũng mới mở sau này. Đồ ăn Tàu, nhà hàng Tàu thì mọi nơi đều có rồi. Nhà hàng Việt Nam, chợ Á Châu mình cũng nhiều, cũng một hai vài cái.
nhưng mà đi đâu cũng gần. Nếu mà lấy xe, lấy máy bay, lấy xe qua Atlanta để đi chơi thì khoảng chừng 6 tiếng mấy trở lại, mình cho là 7 tiếng trở lại. Đi máy bay thì bay qua Bengali, bay qua Florida thì bay vài tiếng, mà tiền bay cũng rất là rẻ so với lại những chỗ khác. Đó là những cái tiện lợi mà rất rất là nhiều người thích ở. Nhà bên này thì David có làm một video tùy theo khu, thì David có chia sẻ cái tiền thuế, gọi là thuế property tax, là thuế của tiền đất và tiền nhà mà mình phải đóng hàng năm cho chính phủ, gọi là thuế về nhà cửa đó. Thì mình sẽ có đã video là mình làm năm rồi, năm nay nó cũng lên xuống không bao nhiêu đó hết. Chứ giá thì bây giờ nó lên thôi, chứ cái phần trăm thì nó cũng không có dao động nhiều. Thì anh chị có thể tham khảo thêm cái đó. Mà đặc biệt bây giờ ở Memphis này á, mua chưa bao giờ xảy ra trường hợp này hết. Là hồi xưa giờ mình chỉ nghe bên Cali mới bị giảm thôi. Nhưng mà bây giờ mình phải trả hơn 5-10%, 20-30 ngàn mới có thể có cơ hội mua nhà. Nhưng mà bên Cali thì nghe nói trả phải double, 1 triệu trả tới 2 triệu là cao nhất. Có nhiều người trả 5-60 ngàn mà vẫn mua không được. Thì bên này nó bị lên, bên kia cũng bị lên. Nhưng mà đặc biệt cái nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.000 square feet thì có thể giá dao động từ tùy theo khu mình ở nha. Khu mình ở ok được khoảng chừng từ 50.000 cho tới 200.000. Dạ, khu mà ok chút là khoảng chừng trăm mấy tới 200.000 là ok rồi. 50 thì khu nó hơi bèo chút, nhưng mà tùy theo khúc nào. Đặc biệt là như vậy. Mình có bán một cái nhà cho chị khách cho ở đó cũng ok, cho ở lúc đó 50 mấy ngàn, ở cũng gần 15 năm rồi. Bây giờ đã trả xong đi 30 năm mà có 50 mấy 60 ngàn gì đó thì trả rất là mau. Đó thì những cái khu căn đó thì bây giờ khoảng trường trị giá cũng trên dưới 100, cũng vẫn ok, vẫn còn ở được. Có những cái video, những cái nhà mà David quay ở trong video đó thì có những căn, những khu đó giá nó cũng cao, nhưng mà đặc biệt là nó không hẳn là cao bằng khu bên Cali đâu. Thì nếu mà anh chị muốn tìm hiểu thêm về cái vùng Memphis bên này thì đi qua một chuyến coi cho biết. Nếu mà qua tháng 5 đó là nguyên một tháng gọi là Memphis in May, để M với M đó, Memphis là thành phố Memphis, in May là trong tháng 5, thì nguyên một tháng đó nó có những cái buổi contest, những buổi thi về nấu barbecue. Memphis nổi tiếng nhất là những món ăn bò đó, barbecue heo đó, gọi là barbecue mà nướng, heo nướng đó. Và đặc biệt chỗ du lịch mà người ta thường đến là nơi là mà gọi là Elvis Presley, những người thích về âm nhạc. Đó là bố vợ của cố nhạc sĩ Michael Jackson, bố vợ mà trước khi đã từng là bố vợ, cho là đã ly hôn với vợ con của cố nhạc sĩ Elvis Presley ở ngay thành phố Memphis luôn, gọi là Graceland. Một năm là cũng có mấy triệu người khắp nơi ta về ta thăm viếng. Cũng có những chỗ cách đó mall ở Mississippi gần đó. Ở Memphis thì nơi đây, ở Memphis, Mississippi, Arkansas thì mình nằm ngay trung tâm thành phố Memphis, để đi qua cầu là thuộc về thành phố của Arkansas, thì lên chút xíu nữa khoảng chừng mấy mao thôi, khoảng chừng 20-30 mao là qua thành phố, qua tiểu bang khác luôn nha. Memphis là một nơi mà nhiều cái tiểu bang khác nhau. Thì trong Memphis thì nó có những cái vùng khác nhau, như là Germantown là nơi đất đỏ mà nhà nó giá nó cao, nó còn giữ tới bây giờ, sẽ nhà khoảng chừng 200 mấy trở lên là rất là hiếm có. Chỉ có là condo đồ này nọ thì mới có giá đó, chứ là nhà ở phải là 300 mấy trở lên. Rồi Coyote View là một nơi trường học cũng rất là tốt. Rồi qua bên nữa là tới Buckland, Cordova, rồi Arlington, Lakeland, đó những cái thành phố đó. Và thành phố phát triển bây giờ là Lakeland và Arlington. Nó nằm gần East, nằm gần Fayette County mà nơi David đang ở. Cách cái quận Fayette County, nó cách quận Shelby khoảng chừng chỗ David đang ở thì cách đó khoảng chừng 3 phút lái xe. Đó, thì mình nằm ngay ranh giới luôn. Thuế nó rẻ hơn rất là nhiều, thì anh chị có thể coi thêm cái video về cái thuế. Nhưng mà nói chung thì khi anh chị hỏi thì bất cứ người địa phương nào có thể họ ở đâu quen đó.
nhưng mà họ sẽ phân tích ra cho anh chị. Có nhiều người họ ở đó lâu rồi, có những người bên hiệu nốt đó, khi họ về hưu vì việc làm thôi, họ ở họ làm quen thôi, bây giờ lạnh quá nhưng mà 30 năm họ ở cũng quen, nhưng mà bây giờ họ muốn là đi về phía dưới này, về bên Florida thì nhà mất cho họ quá và bão này nọ, thì bên này thì nói chung là nó ấm cúng, không có cần phải bão nhiều, và sẽ như mình nói rồi, đi đâu cũng được hết. Mình làm, mình có tiền là mình đi đâu cũng được, và nói chung cái đi nó rẻ, và đồ ăn thì ở đây cũng có những nhà hàng ăn cũng ok, rất là ngon. Và đồ ăn mình mua về tự nấu, cũng có những đồ ăn Việt Nam mình muốn gì cũng có. Và đặc biệt với cái công nghệ 4.0 này rồi thì ngồi ở nhà bóc điện thoại thì gọi, có những chỗ là người ta deliver, người ta đem trái cây đến xuyên bang, rồi gửi trái cây, gửi đồ ăn, gửi đồ khô đầy đủ hết. Đó là mình thấy có những người bạn người ta đã order qua mạng là như vậy. Thì đây là một nơi rất là dễ sống, dễ có việc làm. Qua đây thì những người qua đây 1-2 năm người ta vẫn mua được cái nhà, hoặc là người ta qua rent to own, hoặc là có những cái chương trình mortgage cho vay tiền, giá nó cũng rẻ cũng dễ cho những người không có income, mà những người về đầu tư. Giống như có một người người ta mua một cái nhà tháng trả là khoảng chừng 200 mấy, đào 10% tháng trả, lúc đó chấm nó rẻ, trả tháng khoảng chừng 900 mấy chưa tới 1.000, thuế viện xoan chung luôn á, khu nhà một thuế. Và bây giờ hai vợ chồng ở một phòng và người con ở một phòng, và có một cái phòng trống thì người con thì thích ở nhà hơn là đi làm. Mình có chia sẻ cách để cho mướn phòng, một phòng nó cho mướn được 35-40 đồng một đêm. Thì một tháng như là một book all the time luôn, một phòng đó nha, mà người ta book hoài luôn, là bây giờ là tháng cũng hơn 1.000, là trên dưới 1.000 đô cũng đủ trả tiền nhà. Thì đó là nơi mà anh chị có thể qua ở và đầu tư. Đó là nơi mà Memphis, mà David có thể là mình làm việc ở đây nhiều và mà mình hiểu. Và nơi đây là nơi mình cảm thấy good, tốt, thoải mái. Đó là lý do mình hiện giờ vẫn còn đang thích ở đây. Chuyện tương lai thì không ai biết được. Nhưng mà nói về thuế, về kinh tế, về địa lý, về làm ăn khí hậu này nọ, thì cái Memphis là một nơi mà đáng cho anh chị tìm hiểu. Thì đó là những cái cảm nghĩ của David chia sẻ thôi. Anh Phúc hoặc là Phúc hoặc là những anh chị em khác muốn tìm hiểu thêm thì hãy đưa qua một chuyến, book một cái nhà Airbnb nào đó, hoặc là mướn khách sạn ở chỗ nào đó, thì nó có nhiều vùng khác nhau ở Memphis. Thì David sẽ giới thiệu cho chỗ nào, hoặc là anh chị cũng thể là lái xe vòng vòng tự đi tự trải nghiệm, thì coi cái khu nào nó phù hợp cho mình trong cái vùng Memphis và những vùng lân cận. Anh chị thấy chỗ nào phù hợp thì David có bằng mua bán nhà ở Tennessee và Mississippi, và nhưng mà David có member hoặc là partner ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ. Anh chị ở xuyên bang muốn bán nhà với xuyên bang dọn qua đây thì anh chị cứ liên lạc David sẽ giúp trộn gói. Và đang mở cái công ty, hỏi là đang là đã chưa xong, đang đợi họ duyệt giấy tờ đã xong, nhưng mà phải xếp hàng để nhà nước duyệt, để có chương trình giúp cho anh chị mượn loan. Có những chương trình mà anh chị mượn loan ở Việt Nam mà muốn mua nhà đầu tư thì chỉ cần đao 30%, rồi ở đây mà làm self-employment không income thấp thì có thể là đao 15% nếu có bằng nail. Tùy theo vùng đó, thì khi nào David mở xong thì David sẽ chia sẻ thêm về những cái chương trình đó mà những người partner, người ta wholesaler, người ta có cho mình. Mình broker là mình có thể chọn bất cứ chỗ nào nó tốt nhất cho khách hàng của mình. Đó. Đây là những cái chia sẻ mà David biết cho đến thời điểm này, thì những cái mà David biết được và cảm nhận được riêng cá nhân thôi, không có đúng hay sai chỗ nào, mỗi người mỗi hoàn cảnh, nên không có thể là không có phù hợp cho tất cả mọi người. Thì cũng là chia sẻ những hiểu biết của David thôi, là anh chị có thể qua đi và tìm hiểu. Nếu mà phù hợp thì David sẽ hỗ trợ giúp cho tìm một cái nhà vừa ý ở đây. Còn nếu mà không phù hợp thì cũng không sao hết. Có một lần buổi đi qua biết cho thành phố Memphis là như thế nào nhé. Có một nơi downtown nữa, một nơi mà Martin Luther King, một nơi rất là nổi tiếng, một nơi mà người mà anh chị theo quốc tịch có câu hỏi đó, người mà đấu tranh cho nhân quyền,
là Martin Luther King là có một cái hotel, ông bị ám sát tại nơi này, thì có một cái hotel đó tên là gọi là Silver Rye Hotel để cho người ta tham quan. Đó. Nơi đây là rất là nhiều người nổi tiếng ở đây, và cũng là một nơi mà có nhà cửa nó có đương đối cũng ok. Anh chị có tiền triệu mua nhà 2-3 triệu, 5 triệu cũng có nữa. Nhưng mà nhà trung bình là 200 mấy là 250 trên dưới thì anh chị có được cái nhà tương đối cũng ok. 1,000 mấy, 2,000 mấy square feet rồi. Ok nha. Rồi chúc anh chị có một buổi tối hoặc một ngày vui vẻ. Không biết anh chị coi giờ nào. Có gì comment hoặc có những đóng góp ý kiến, anh chị có thể comment ở dưới này. Và like và subscribe, nhấn cái nút like để anh chị thích, để David biết là cái video này nó có hữu ích cho anh chị. Nếu mà anh chị cảm thấy coi có hữu ích thì nhấn nút like và chia sẻ cho nhiều người khác biết nữa. Đó cũng giúp cho David có động lực để biết được là cái video này nó đã đem được cái những cái điều tốt đẹp đến cho mọi người nhé. Thì David sẽ trả lời thêm những câu hỏi mà khi mà có nhiều câu hỏi mà nó tương tự giống nhau, David sẽ làm một cái video để có thể chia sẻ cho anh chị thêm. Rồi chúc anh chị một ngày tốt đẹp nhé. Bye bye.